sạn, trời đẹp quá. Hai bên hàng cây đẹp ghê. Good afternoon. Sau 12 tiếng bay về đến đây, trời ơi, một đoạn đường dài khủng khiếp bằng hơn nửa đường về Việt Nam luôn á. Mình đã đến đảo Hawaii rồi. Thì bây giờ đang check in vô resort. Kỳ này á, mình mướn cái xe theo phong thủy nè. Mướn cái xe Jeep màu đỏ. Ở đây á, nắng hầm nóng y như Việt Nam luôn á. Cái đảo này duy nhất có một cái resort ở sát biển thôi. Thì cái đảo này rất là nhỏ. Giờ xong rồi, đi vào phòng thôi. Ở đây mình mướn resort nè, lấy 300 mấy tiền phê tiền dọn phòng luôn ha nè. Ở đây nó lấy mình tới 300 mấy tiền dọn phòng à. 370 tiền dọn phòng. Riêng 7 tới 10 nằm vô đây. 7 tới 10 em nghĩ căn này quá. Chắc căn này. Từng khu không biết khu nào. Mình ở khu số 7. Phòng 31. Dạ. Khu đẹp ha. Rồi. Đây khu số 7 đây. Phòng 30 tới 35. Finally. Tới nơi. Nhưng mà ở dưới không thấy option gì. Giờ xong rồi, đi vào phòng thôi. Ở đây mình mướn resort nè. Lấy 300 mấy tiền phê tiền dọn phòng luôn ha nè. Ở đây nó lấy mình tới 300 mấy tiền dọn phòng à. 370 tiền dọn phòng. Riêng 7 tới 10 nằm vô đây. 7 tới 10 em nghĩ căn này quá. Chắc căn này. Từng khu không biết khu nào. Mình ở khu số 7. Phòng 31. Dạ. Khu đẹp ha. Rồi. Đây khu số 7 đây. Phòng 30 tới 35.
Finally. Tới nơi. Nhưng mà ở dưới không thấy option gì. Đây cái phòng Mai thuê. Có một phòng ngủ, có một giường, có tủ quần áo. Một nhà tắm, quay màn cái coi. Nhà tắm. Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, tủ lạnh. Đây có cái view đẹp á chứ hả này? Ừ, nhưng mà lầu 2 thì đẹp hơn, lầu 2 mình thấy biển. Lầu 2 này mình thấy biển, thấy cái dừa, thấy biển. Mình chọn, mình đâu có biết mình không, chọn nãy nó nói à? Không, tức là lúc mà đưa chìa khóa cho mình nó bảo là phòng dưới thôi. Trên ta lấy ở. Phải đẩy ra giờ chắc. Thôi vậy cũng đẹp chán rồi. Đó là biển, biển ở phía trước chỗ đây hả này? Ngay đó luôn. Vài bước ra biển luôn. Đi bộ ra đây được rồi, đi bộ ra. Xa kìa. Nhìn là biển rồi. Hồi đó nó biển lạnh ra đẹp lắm mà. Biển đẹp ba nè, à. Biển luôn á. Ủa cái phòng này em thích á. Ở dưới em thích hơn lầu á. Mấy người đi tắm kìa này nè. Đây có cái bàn sáng cà phê, hai cái giường nằm, hai cái ghế nằm. Ồ, phòng này hai người ở là quá thoải mái luôn á. Cái này 6 người ở còn được. Sau khi vào hotel rồi mình đi vòng ra biển dạo một tí. Nếu mà mình muốn tắm á thì mình sẽ ghé vào chỗ này nè, mình lấy khăn với lấy đồ ghế đồ mình ra biển. Mà tụi mai chỉ ra biển chơi một chút xíu rồi vào ăn tối thôi nên không có tắm. Ôi nó đóng rồi. Cái này nè cưng. Nãy vui lắm, nãy anh qua phòng bà chị ăn á, đi bà cho trái. Đúng rồi em. Ừ. Anh không biết nữa này. Này, hình như là cái đó. Không ra được thôi, nhưng mà nó bảo là cái chỗ kia nó close rồi, mình muốn đi mình phải ra đi chỗ này. Giờ tắt đi hả? Ồ, đây có barbecue này, đảo nè. Mua barbecue và làm ngon nè hả? Dạ. Ta ăn barbecue. Có baby hả? Ở đây á rất là nhiều. Đâu biết đâu, đâu có biết. Chỉ thấy chụp hình rồi. Waikiki chứ đâu biết là Ali là xuất xứ từ lái xe đi hoài không hết luôn á.
Nó nói rồi cái gì mình cũng phải cẩn thận, phải không? Mình làm được kịp, phải không? Chỉ một giây thôi là nãy quên selfie em với anh Tâm. Ok, vậy muốn ra biển lại selfie không? Dạ muốn. Đây đi ra biển lại. Cái resort này công nhận rộng mà đẹp ha. Bao la bát ngát luôn.